Vườn rau hoành từ 30 đây, 30 cho đến 60, 250 cây, chủ yếu 4 5 60. Anh em đang làm công trình thì alo chị Hiếu nha. Hiếu đã mua cái vườn rau này rồi. Anh em trồng rau thì alo chị Hiếu nha. Giá rẻ lắm. Dầu nha. Dầu gái. Sao đường kính 10 đến 15 200 cây. À, dầu này nó cao lắm nha. Cái này không có mang đò, cắt ngọn thôi nè, 5 6 mét cắt ngọn thôi. Cái này là cắt ngọn thôi nha anh em. Không có dầu bự lắm rồi. Để 5 6 mét 7 mét gì đó cũng được nhưng mà phải cắt thôi. Chứ cái này sao mà mang được nguyên ấy được ha, bắt buộc phải cắt ngọn. Anh em nào ấy tranh thủ nha, Hiếu sắp giải phóng sang tay luôn cho anh em làm giá cực mềm luôn.